Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Hôm nay thì chúng ta đang di chuyển trên một con đường rất là quen thuộc ở Cần Thơ. Hiện tại thì mình đang ở đường Nguyễn Văn Cừ, ngay chỗ bệnh viện Phương Châu. Sắp tới ngã tư rồi mọi người. Chiều rồi, 5 giờ cho nên là kẹt xe chỗ đèn đỏ này chút xíu nha. Mình phải di chuyển hơi chậm chậm qua đây. Ngay chỗ ngã tư này thì đã thay một cái đèn đỏ, đèn giao thông mới nè, có phân làn rõ ràng và cái cổng nó đèn nó cao hơn so với cái cũ lúc trước. Bây giờ thì chuẩn bị mình sẽ đi thẳng trên đường Nguyễn Văn Cừ luôn nha. Qua ngã tư thì mình di chuyển hơi chậm chút xíu, tại vì chiều tan tầm á cho nên xe cũng khá là đông. Chúng ta vừa mới băng qua một ngã tư có thể nói là một trong những ngã tư đông xe nhất trong những giờ tan tầm ở Cần Thơ, và gồm có là giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ với Nguyễn Văn Linh là một nè, là mình mới đi qua đó, rồi đi giao giữa đường Nguyễn Văn Linh với đường 3 tháng 2 là cũng một trong những ngã tư rất là đông, rồi Mậu Thân với lại Nguyễn Văn Cừ nữa đó. Những cái ngã tư đó chiều là rất là đông luôn mọi người. Còn bây giờ thì mình đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài nè. Ngay chỗ này là ngang trường Đại học Y Dược ở Cần Thơ. Trường rất là rộng luôn, ngày càng mở rộng ra. Và cái con đường này nổi bật bởi một cái hàng cây xanh rất là đẹp, cao, và mình cũng không biết là cây này tên cây gì nữa. Đi đường này đi muốn mòn đường luôn á, nhưng mà cũng không biết cây này tên gì, nhưng mà cảm thấy rất là thích cái hàng cây này, nhìn nó thẳng tắp à. Mình đang đi ngang trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ nha. Ngay chỗ ngã ba đèn xanh đèn đỏ đằng trước này, nếu mà mình quẹo tay trái thì mình sẽ đi vô chợ An Khánh đó mọi người. Chợ An Khánh thì mình cũng có quay mấy video lên đây cho mọi người xem đó. Chợ nhỏ nhưng mà bán khá là đầy đủ đồ và rất là dễ mua luôn. Tiếp tục thì chúng ta di chuyển tiếp trên một đường thẳng. Tại vì đặc điểm của đường ở Cần Thơ, những cái con đường lớn dài á, thì mình thấy là nó chỉ có một cái đường thẳng dài đi từ qua hết ngã tư này tới cây cầu kia, mà mình vẫn đi trên con đường đó. Nhiều khi ở Cần Thơ mà mình đi tìm số nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ mà mình tìm hoài không thấy á. Tại vì số nhà cũ với lại số nhà mới ở đường Nguyễn Văn Cừ nó hơi bị khó tìm. Đặc biệt là nếu mình đi theo Google Maps, chỉ Google á, là mình tìm hoài không ra cái số nhà đó luôn á. Chỉ có cách là hỏi người ta thôi. Còn nếu không á, thì mình tự mình cộng trừ nhân chia vậy đó để mình tìm ra được đúng cái nhà mà mình đang tìm. Còn một điểm nữa, trên đường Nguyễn Văn Cừ này thì có tới mấy cái tiệm hoa kiển rất là lớn luôn. Tiệm Tư B nè, tiệm Thảo Nguyên, rồi những cái tiệm khác nữa mà mình đi ngang thôi, mình chưa có ghé vô. Còn tiệm Thảo Nguyên là tới mấy chi nhánh luôn nha, Tư B cũng vậy nữa. Thì mấy cái tiệm này có rất là nhiều những cái cây kiển đẹp, rồi các loại chậu kiển, phân thuốc dành cho bông hoa kiển đó, rất là nhiều thứ luôn. Và tới gần Tết á, thì họ sẽ đem về rất là nhiều loại những cái cây kiển độc lạ nè, chứ không chỉ là hoa cúc, vạn thọ, hâm xôi như là ở những cái chợ hoa mà mình thường thấy trưng vàng rợp hết luôn một trời luôn á. Những con đường ở Cần Thơ thì càng ngày càng thay đổi. Thì các bạn thấy là ngày trước thì đâu có bách hóa xanh đâu, nhưng mà bây giờ là đường nào cũng có tới mấy cái bách hóa xanh, mình dễ dàng vô đó mình mua đồ nè. Trong khi nhà mình á, sáng không có đi chợ mà đi qua Bách Hóa Xanh ở gần nhà để mua không à. Ở trên đường nào ở Cần Thơ bây giờ cũng có Bách Hóa Xanh, nhất là ở gần những cái khu mà đông dân cư như này là tới mấy cái luôn á, mà nó mở rộng ra nó bán nhiều thứ đồ lắm. Riết rồi mình toàn là rủ bà mẹ quê đi vô Bách Hóa Xanh thay cho đi chợ không à. Tại vì vô đó mát mẻ thoải mái mà lựa đồ được, không có cần trả giá nữa đó mọi người, y như mình đi chợ vậy thôi. Bây giờ mình đang chạy lên trên cầu Rạch Ngõng 1 nè. Cầu này thì là cầu nhỏ. Rồi qua chút xíu mình, hôm nay mình không có quẹo qua Mậu Thân, mình đi hết thẳng Nguyễn Văn Cừ luôn. Còn nếu mình quẹo bên tay phải qua đường Mậu Thân, mình sẽ chạy lên cầu Rạch Ngõng 2. Thì mình hẹn mọi người sẽ có một video mình quay cầu Rạch Ngõng 2
thật là đẹp cho mọi người xem nha. Ngay chỗ giao giữa Mậu Thân với lại Nguyễn Văn Cừ này cũng rất là đông. Buổi chiều là sẽ dễ bị kẹt xe, hoặc là buổi sáng khoảng 7 giờ là sẽ kẹt xe ở đây nè. Như mọi người đang thấy đó, xe di chuyển rất là chậm, mặc dù là đã phân làn rất là rõ rồi nhưng mà vẫn thường xuyên bị kẹt xe chỗ này. Bây giờ thì mình đã chạy qua khỏi ngã tư và tiếp tục đi thẳng trên đường Nguyễn Văn Cừ luôn. Tại vì hôm nay mình sẽ quay hết đường Nguyễn Văn Cừ cho mọi người xem. Lần trước thì mình đã quay từ đoạn ở bệnh viện Phương Châu chạy thẳng xuống dưới Phong Điền rồi. Hôm nay mình sẽ quay ngược trở lên để cho mọi người xem. Lúc trước thì đường này nó rất là nhỏ, và cái thời điểm mình mới lên Cần Thơ ở thì đường còn đang làm á, rất là bụi bặm và còn công trình người ta đang làm, cho nên mình đi ngang cũng rất là sợ luôn. Rồi đặc điểm ở đường này là cứ chạy chút xíu thôi là sẽ có một cái đèn đỏ cho mọi người dừng lại. Đó, mọi người nhìn thấy không? Chút xíu là có cái đèn đỏ dừng lại, chút xíu là dừng lại à. Mình nghĩ chắc lúc trước là do ở trên đường này một cái đường thẳng nào, rồi có những cái ngã ba ngã tư nên mọi người chạy hơi nhanh quá, còn phải hạn chế tốc độ cho nên là phải đặt nhiều cái đèn đỏ như vậy. Đường này nhìn rất là mới và thông thoáng đúng không mọi người? Những cái đèn đỏ ở đây cũng rất là đẹp hơn so với những cái tuyến đường cũ trước như đường 3 tháng 2. Ở trên giải phân cách á, thì người ta không có trồng cây cau hay là hoa giấy như là đường Nguyễn Văn Linh hay 3 tháng 2, hay là đường 30 tháng 4 thì trồng bông hồng. Ở trên đường này thì trồng những cái bông hoa màu tím, nhìn nó hơi thơ mộng ha. Với lại những cái cây tạo hình thành như mấy cái cây thông á, với kết hợp màu lá màu cam với lại bông hoa màu tím, nhìn cũng khá là đẹp mắt ha mọi người. Ở đường 3 tháng 2 thì trồng hàng cau nè. Ở đường 30 tháng 4 thì bây giờ thay vì trồng hàng cau như lúc trước thì 30 tháng 4 đã đổi lại có một đoạn là trồng cây trang leo hay là sử quân tử, kết hợp với lại những cái tạo hình tỉa cây hình trái tim, rồi hình ba người gia đình, rồi một đoạn thì trồng bông hồng. Hồng bây giờ đang nở thắm rất là đẹp luôn, nhìn đi ngang là thấy lúc nào cũng thấy nở thắm. Nhưng mà nhất là gần Tết đó, mùa xuân là trời hơi se lạnh, rồi người ta có một cái cách gì đó để họ làm cho hoa hồng nở đều rất là đẹp. Chú hoa hồng ở nhà mình trồng á, nó nở được một bông, xong cái dài bữa sau nó được một nụ nữa, cái tới lúc cái hoa khi nó tàn rồi nó mới nở thêm cái bông mới, mà phải lâu dữ lắm nó mới nở hoa. Mình cũng không biết mình trồng sao luôn mà nó vậy đó. Mình đi cũng sắp hết đường Nguyễn Văn Cừ rồi nè. Mình chạy thẳng nữa thì mình sẽ qua bên Cồn Khương là khu biệt thự mọi người. Còn bây giờ mình quẹo phải là mình sẽ vào đường Cách Mạng Tháng 8. Cách Mạng Tháng 8 thì trong đây là mình di chuyển rất là chậm luôn, tại vì xe lúc nào cũng đông hết. Bây giờ thì mình đã vô đường Cách Mạng Tháng 8. Mới chạy vô thôi mà mình đã thấy là một hàng dài rất là nhiều xe đậu đợi á. Tại vì giờ này là tan làm nè, họ đi về, cho nên là rất là nhiều xe đang bị kẹt nè. Nếu mà lúc nãy mà mình không quẹo phải mà mình quẹo trái á, thì mình cũng lên đường Cách Mạng Tháng 8. Nhưng mà nó thật thuộc đi một chút nữa là lên quận Bình Thủy nha. Còn bây giờ hiện tại thì mình vẫn đang ở trong Ninh Kiều. Đường này thì có bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ với lại bệnh viện Hòa Hảo là hai cái nổi bật mình thấy ở trên đường này. Như mọi người thấy là mình đang di chuyển chậm chậm, mình không có dám chạy nhanh, tại vì trước mặt mình thì thật sự không có nhiều xe, chỉ có 2-3 xe thôi. Mà mình sợ là tại vì bên hướng mình đối diện họ, nhiều khi họ xen qua, họ chạy qua đường á, mình chạy nhanh á, mình thắng lại gấp á, cũng khá là nguy hiểm á mọi người. Nên di chuyển chậm chậm, giữ cái độ an toàn khi mình tham gia giao thông là quan trọng nhất. Mình không cần phải đi quá nhanh, nhưng mà mình phải đi một cách an toàn. Mình vừa mới đi qua hai bệnh viện là bệnh viện Phụ Sản và bệnh viện Hòa Hảo, nằm ở kế bên nhà hàng Biển Đông á mọi người. Và phía bên tay phải của chúng ta một cái tòa nhà cao cao đó, thì mọi người thấy đó là công ty xổ số kiến thiết. Rồi ở cái đèn xanh đèn đỏ ngay phía trước mặt mình, nếu mà mình quẹo phải vô là vô đường
Phạm Ngũ Lão, mình đi là đường Phạm Ngũ Lão. Còn nếu mà mình quẹo phải vô, sau đó mình quẹo phải thêm cái nữa, đó là đường Trần Việt Châu, mình sẽ đi tới được cái chợ An Hòa. Chợ An Hòa thì mình cũng có đi, mình quay cho mọi người xem những lần mình với bà mẹ quê đi mua đồ đó, thì mình cũng có quay chợ An Hòa rồi đó mọi người. Những con đường ở Cần Thơ thay đổi nhiều qua năm tháng. Mình hy vọng qua video này thì sẽ làm cho những ai đã có những ký ức đẹp ở Cần Thơ, đã từng sinh sống ở Cần Thơ hoặc là từng ghé Cần Thơ du lịch thôi, sẽ nhớ Cần Thơ thật là nhiều và sẽ hoài niệm lại xem lúc trước mình đến Cần Thơ có phải Cần Thơ như vậy hay không. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của Gia Đình Vui Vẻ của Tâm Tâm đến giây phút này nha. Chúc mọi người xem video thật là vui và có thể ôn lại được những kỷ niệm ở đất Cần Thơ xinh đẹp này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau. Mọi người nếu yêu thích video thì hãy bấm like, share và tặng cho Tâm một subscribe, đăng ký kênh, rung chuông để nhận thông báo mới nhất. Cảm ơn mọi người thật là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người trên những tuyến đường mới ở Cần Thơ nha. Rồi hôm nay đi tới đây là được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp nha. Bye bye. Hẹn gặp lại nha. À đây là vòng xoay giao giữa Hùng Vương với Nguyễn Trãi nha. Công viên này lúc trước là bến xe đó mọi người. Thank you.